Gần đây, nếu xem TV hoặc các trang mạng xã hội, có thể bạn đã được nghe nhắc đến rất nhiều về bệnh than. Đi kèm với đó là những hình ảnh trông khá là ghê và lạnh gáy. Và bạn cũng được khuyến cáo hãy cẩn thận bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Vậy thì bệnh than là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu theo cách thật đơn giản trong video này nhé. Đầu tiên, lại nói về tác nhân gây bệnh này. Nó là một con vi khuẩn có tên khoa học khá lằng ngoằng, nên có lẽ các bạn cứ gọi nó là con vi khuẩn than cho dễ. Con trực khuẩn này dài và thẳng, trông giống như quả dưa chuột nhưng hai đầu vuông hơn một chút. Và vì nó thẳng dài nên người ta mới gọi nó là trực khuẩn. Về nguồn gốc thì mình chưa thấy tài liệu nào nói về việc con vi khuẩn này đầu tiên xuất phát từ đâu. Chỉ biết là bây giờ nó có ở các loài động vật, nhất là mấy con ăn cỏ như trâu bò. Khi mấy con gia súc này bị mắc bệnh, nó sẽ chết và kéo theo bọn vi khuẩn than đi cùng. Tuy nhiên, con vi khuẩn thì không chết. Khi cơ thể con động vật bị phân hủy, bọn vi khuẩn than sẽ biến hình sang dạng bào tử, hay gọi là nha bào, trong video trước mà các bạn đã xem. Ở dạng này, nó sống cực kỳ dài, dài hơn đỉa cả nghìn lần. Nó có thể tồn tại ở nhiệt độ cao, tồn tại qua các loại tia tử ngoại, tia phóng xạ, và có thể sống được cả chục năm. Vậy nên, nếu sử dụng phân hữu cơ từ việc phân hủy xác động vật thì rất dễ dính phải căn bệnh này. Nói đến việc dính bệnh, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bệnh than này có dễ lây hay không và chúng ta làm thế nào để phòng tránh nó. Thì về cơ bản, cái đầu tiên các bạn nên quan tâm nhất đó là bệnh than không lây từ người sang người, hay đúng hơn là cho đến bây giờ chưa ghi nhận một ca lây nhiễm nào như vậy. Còn trong tương lai có hay không thì chẳng ai mà biết được. Thế nên các bạn cũng phần nào yên tâm rằng nó khó mà bùng phát thành dịch như Covid-19. Bệnh than thì có 3 thể chính, gắn với 3 con đường lây khác nhau, bao gồm có: thứ nhất là bệnh than thể da, cụ thể là khi chúng ta tiếp xúc với động vật chết hoặc đất cát nơi mà con động vật đã từng bị phân hủy, dù là nhiều năm sau thì vẫn tồn tại rất nhiều nha bào của con vi khuẩn. Qua các vết thương hở hoặc các vết xước trên da, con vi khuẩn có thể xâm nhập, sinh sôi nảy nở và ăn mòn cơ thể con người. Dạng lây qua da là phổ biến nhất, chiếm đến 95% các trường hợp mắc bệnh than. Và dạng này cũng là nhẹ nhất, dễ chữa trị và ít tử vong. Tuy nhiên, ít không có nghĩa là không có. Ở thế da, chỗ bị nhiễm trùng sẽ xuất hiện ngứa, sau đó có mụn nước và từ 2 đến 4 ngày sau sẽ phát triển thành nốt loét màu đen. Nốt loét thường không đau, nếu có đau là do phù hoặc bội nhiễm. Đầu, cánh tay và bàn tay là nơi hay bị tổn thương nhất. Nốt loét có thể bị nhầm lẫn với viêm da, nơi nhiễm khuẩn nếu không được điều trị có thể lan tới các hạch bạch huyết rồi vào máu, gây nhiễm trùng huyết và gây tổn thương não, có thể dẫn đến tử vong. Còn nếu được điều trị thì bệnh than ở da sẽ không gây tử vong. Tuy nhiên, nếu không điều trị thì tỷ lệ tử vong là 20%. Thứ hai là lây qua đường tiêu hóa. Cụ thể là nếu không may ăn phải thịt động vật đã bị nhiễm khuẩn than thì cơ thể chúng ta sẽ bị những con vi khuẩn than trong miếng thịt đó tấn công, đặc biệt là nếu ăn sống. Bệnh than đường tiêu hóa là một thể bệnh nặng. Khi cơ thể bị tấn công, có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau bụng, lan tỏa kèm hồi ứng, táo bón hoặc tiêu chảy. Bệnh nhân có thể bị tử vong do thủng ruột hoặc nhiễm độc ngoại độc tố. Và thứ ba là loại nặng nhất, đó là bệnh than lây qua đường phổi. Khi hít phải bào tử than, bào tử này sẽ bị đại thực bào phế nang bắt giữ và đưa đến nhốt tại hạch bạch huyết quanh phế quản và hạch trung thất. Tại đây, chúng sẽ nảy mầm và sinh con đẻ cái, sau đó gây viêm hạch bạch huyết, chui vào máu và đi khắp cơ thể. Triệu chứng lâm sàng ban đầu là sốt, ho khan, đau cơ, mệt mỏi. X quang lồng ngực từ đầu có thể thấy rộng trung thất và tràn dịch màng phổi. Sau 1 đến 3 ngày, bệnh sẽ trở nặng với khó thở, ho the thé, rét run dẫn đến tử vong. Thường thì nếu mắc phải thể phổi, bệnh nhân có nguy cơ tử vong lên đến 90%. Tuy nhiên, nếu được điều trị tích cực và kịp thời thì cơ hội sống cũng còn một nửa. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa bệnh than? Đối với thể phổi, rất hiếm khi chúng ta có cơ hội hít phải con khuẩn than. Chỉ một số ít trường hợp như ngành dệt may làm việc với da động vật thì phải đeo khẩu trang, đồng thời tạo luồng khí lưu thông ra ngoài. Ngoài ra, người ta cũng từng tạo ra vũ khí sinh học bằng con vi khuẩn này. Chỉ với một lượng rất nhỏ, nó có thể giết chết cả nghìn người. Còn tránh bệnh than thể da hoặc tiêu hóa, cách tốt nhất là không nên ăn thịt động vật đã bị chết hoặc bị mắc bệnh, không nên ăn sống,
đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, dùng vôi bột rắc vào khu vực phân hủy của xác động vật để tiêu diệt con vi khuẩn than. Ngoài ra thì tiêm vaccine cũng là một phương pháp hữu ích. Như vậy các bạn thấy, nếu bị bệnh than lở loét thì chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đó là thể nhẹ nhất. Còn hai thể kia đến lúc phát hiện ra thì e rằng đã muộn. Hy vọng video này đã giúp các bạn hiểu hơn về bệnh than, cơ mà chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. Nếu có nghi ngờ gì về bệnh than, cần liên hệ ngay với y bác sĩ để thăm khám cụ thể các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.